Ok anh em, và bây giờ chúng ta cùng trở lại với một cao thủ tân trưởng môn Thiếu Lâm. Thực sự là lâu lắm rồi là Khải muốn làm series soi tất cả những cao thủ tân trưởng môn thắng vừa rồi cho anh em xem. Thì đây chúng ta cùng trở lại tiếp tục với một cao thủ nô 1 Thiếu Lâm anh em ạ. Có thể nói đó là một nô 1 Thiếu Lâm. Lên ngôi tân trưởng môn là thực sự là anh em không còn gì để chờ nữa anh em ạ. Hiện tại đang là top 2 của Thiếu Lâm cũng như là top 1. Và đây là Thiếu Lâm tân trưởng môn SG Dung Nhi. Anh em cùng xem sơ qua sơ đồ của anh cao thủ này thử như thế nào anh em ơi. Hiện tại đang có cho mình hai món vàng trong người, đó là một con bông tiêu và một cái nón định quốc. Anh em cùng xem sơ qua thử nha. Con bông tiêu này thì là phần thưởng khảo nghiệm ban hội trong tháng vừa rồi. Anh ta đã cạnh tranh cho mình được top 1 cá nhân và lấy cho mình một cái tên đó là SG Dung Nhi. Khẳng định cái sự cố gắng như là cái đập tốt của mình quá chất lượng. Có cho mình cái top 1 và con ngựa này vị trí như Khải có nói ở vừa rồi thì con ngựa này nó nằm giá phải tầm từ 5 đến 70 triệu nha anh em, không ít đâu mọi người. Đó tùy theo giá của anh em tự nghĩ như thế nào, nghĩ anh em tin hay không quyền của anh em. Ở server này thì anh ta đã bỏ ra khoảng hơn gần 70 chai để có thể lái con ngựa bông tiêu này nha anh em. 70 triệu Việt đồng. Đó. Con ngựa quá đẹp anh em ạ, 500 sinh lực và có vòng sáng chứng mã. Rồi, tiếp tục đây là một cái nón cực phẩm định quốc. Sinh lực 50 và phòng thủ 30. Thì cái nón này thì đang ở server này cũng vậy anh em ạ. Cái nón này vừa rồi anh ta đấu giá lên đến hơn 20 triệu Việt đồng anh em ơi. Hơn 20 triệu Việt đồng nha anh em. Hơn 20 triệu Việt đồng nha mọi người. Đó. Thì con ngựa với cái này không đã gần 100 triệu rồi anh em. Đã gần 100 triệu rồi. Đó. Rồi chúng ta cùng chờ tiếp tục đến là một cái đao. Một cái đao thiệt sự là quá đẹp anh em ơi. Top 30, sát thương 35 điểm và 87%. Một cái đao thì không khác gì một cái đao tân trưởng môn tháng tiếp theo. Tháng tiếp theo thì nếu như anh em nào đạt tân trưởng môn thì sẽ được một cái vũ khí vàng nha anh em. Top 30, sát thương 35 và top 30 về sát thương 35 và 85%. Đó là cái vũ khí tăng trưởng môn tháng tới. Thì anh em cùng chờ đợi tháng sau thử như thế nào nha. Cái vũ khí này thì lúc đó anh ta mua có thể là tầm 30 triệu gì đó. Khải không nhớ nè mà. Hình như là 25-30 triệu gì đó Khải không nhớ. Đó, một cái đao thiệt sự quá đẹp nè mà. Đó, dành cho Thiếu Lâm đao. Rồi, sở hữu mình một gia truyền kháng cả 17. Thời gian phát động 30 và sinh lực và kháng quanh 12. Giá truyền này cũng dạng vào nằm hàng nô đây mà. Để mà nói giá truyền này phải bèo lắm, phải từ 5 đến 10 triệu. Và con số có thể nằm ở giữa. Cái đó anh em tự hiểu nha, thì Khải không rõ lắm. Từ 5 đến 10 triệu. Đó, giá truyền quá đẹp. Một cái áo, thiệt sự áo này quá đẹp anh em ơi. 40, sinh lực 160 và nội lực 112 và kháng băng và thời gian độc. Áo này theo như Khải tìm hiểu thì áo này lúc đầu là có cao thủ mua cho mình cái áo này với giá là 4 triệu hoặc 5 triệu gì đó. Khải không nhớ nhưng mà ở đầu server cái áo này đã có người mua giá 4 triệu hơn. Đó. Rồi, biết sống hay chết đây. Rồi, tiếp theo chúng ta có thể để ý đây là một từ nó người bị đeo ngay. Đang sửa đi thôi. Đây anh em ơi. Tiếp theo thì chúng ta cũng có thể xem đây là một đai lưng 540 thì nó cũng tầm hơn chục kim, khoảng 700-800 nghìn cho đến 1 triệu anh em. 540 đai lưng. Và một bao tay kháng họ 25 dòng 1. Chón 20, chón thì không kích được rồi. Và tiếp theo đây là một cái nhẫn chón có thể nói là một nhẫn nô 1 kháng họ 13 và chón 40. Nhẫn này thì mua bao nhiêu Khải không rõ nhưng mà Khải nghĩ chắc bèo lắm cũng phải từ 3 đến 5 triệu nha anh em. 3 đến 5 triệu nhẫn này ấy. 3 đến 5 triệu Việt đồng cái nhẫn đó. Hiện tại là nô 1 server chưa có chiếc thứ hai nha anh em. Chưa có chiếc thứ hai. Tiếp tục đây là một cái nhẫn nô 1 nữa, một cái nhẫn làm 140. Sinh lực 8x. Nhẫn này bèo lắm cũng từ 3 triệu đến 5 triệu nha mọi người. Từ 3 triệu đến 5 triệu đó, anh em tự tham khảo. Rồi, một đôi giày, cũng khá là chất, 22 13 kháng hỏa và chón 40. Đôi giày này Khải nghĩ chắc cũng tầm 1 đến 2 triệu chứ cũng không cao lắm. Tại vì sinh lực không có nhiều, kháng hỏa cũng thật quá thấp. Một ngọc bội kháng lôi sinh lực lực những ngọc bội này khoảng tầm 2-300 nghìn ở server thôi anh em ơi. Tại vì server này đồ này nó ra ngọc bội khá nhiều. Gọi là đồ nó ra đồ rất là nhiều cái ngọc bội như thế này. Hiện tại hôm trước Khải có một cái. Hiện tại đang có cho mình một kháng cảnh năm từ mặt nạ. Như là kháng cảnh năm từ trang sức thì lượng ạch này kháng khá cao nè. Và một phi phong cái này có một cấp. Và một cái ngọc bội tăng trưởng môn, một cái ấn tín chứ, một ấn tín tăng trưởng môn dành cho Thiếu Lâm. Đó là skin đao chiến nít, skin bỏng chiến nít và skin đặc ma đồ gian chiến nít. Đó. Hiện tại ạch này thiệt sự là một sức đồ lên đến hơn 100 chai này mà. Hơn 100 chai này mà. Anh em có thể truy cập ngay vào trang chủ công thành chiến sư.net. Và đây là mấy chủ S8 server ạch đồ xanh hoặc đặc một ạch tây anh em ơi. Và mấy chủ là Phật Sơn Ký Sử nha mọi người. S8 Phật Sơn Ký Sử. Trong cái đồ này hơn 100 chai anh em ơi. Thực sự anh em có tin hay không, anh em có thể truy cập ngay chân chỗ để anh em có thể tìm hiểu server này như thế nào nha. Đó, nhiều anh em cứ bảo bóc phát đi. Cứ bóc phát, anh em muốn bóc phát anh em cứ comment bên dưới nha anh em. Quá đẹp. Hiện tại sở hữu của mình là đủ mất 80 chón anh em ơi, từ nhẫn và đôi giày, 80 chón. Và tiếp theo là 80 chậm từ đai lưng và nhẫn. Đó, đừng hỏi có cho mình bao tay. Nhẫn,
Dày và khán giả từ Gia Chiên, và những khán giả còn lại như là Thiếu Văn Tinh, Mặt Nạ. Rồi anh này thì đang có cho mình một kỹ năng cũng có từ Phi Phong, cũng như là nếu như có nhất cử trong đời chắc chắn sẽ có rồi. Thì anh này đang có cho mình hai kỹ năng vẫn có nha em. Nếu như mang tiếp tục cho mình được một cái Phi Phong chỗ này nữa thì anh này sẽ lên được cho mình ba kỹ năng vẫn có nha mọi người. Và kèm với một cái ấn tín này 9x thì chắc chắn mình em rằng là skin 9x sẽ lên cho mình 24 skin nha mọi người. Đó. Rồi, anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho cao thủ SG Dung Nhi, một cao thủ Thiếu Lâm No 1, một làm gì sẽ ủng hộ chơi anh em ơi. Và những video tiếp theo này anh em muốn comment soi đồ cao thủ nào thì Khải sẽ tiếp tục soi đồ những cao thủ tiếp theo tăng trưởng môn cho anh em xem nha. Đừng quên Khải hay up video vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày và cũng như là live trực tiếp vào lúc 7 giờ 15 phút hàng ngày nha mọi người. 7 giờ tối nha anh em ơi. Và anh em xem video đừng quên đỡ lại một like, chia sẻ ủng hộ chơi nha. Cảm ơn em rất nhiều.